Cô gái bị ép uống một lọ thuốc màu vàng. Sau đó cô biến nhỏ lại còn nhỏ hơn cả con chuột. Người đàn ông tóm lấy cô, thả cô vào trong ấm trà. Khi anh ta nở nụ cười quỷ dị, những người bạn xung quanh anh ta đều rùng mình lên vì sợ hãi. Người hầu quân cơ dẫn theo một chú chó đen to tướng đến. Tuy rằng ngửi được mùi hương của cô gái nhưng lại không hề tìm thấy người. Sau khi người hầu quân cơ đi rồi, thợ mũ điên mở nắp ấm trà lên, rút từng chút váy của Alice ra, làm một chiếc váy phiên bản mini rồi bỏ vào trong ấm trà. Nào ngờ kích thước của chiếc váy này rất vừa người. Bạn đừng cho rằng Alice là một cô gái yếu đuối. Cô chính là dũng sĩ diệt rồng trong lời tiên tri, nhưng với điều kiện là phải tìm được thanh kiếm chết chóc. Thợ mũ vẫn chưa dứt lời, người hầu quân cơ đã dẫn kỵ binh đuổi đến. Thợ mũ bỏ mũ xuống, bảo Alice giữ chặt lấy chiếc mũ, không được buông tay. Thợ mũ ném mạnh nó, chiếc mũ mang theo Alice bay xa hơn 2.000 mét. Alice được cứu sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn thợ mũ bị bắt. Khi cô đang không biết làm thế nào, chú chó săn của người hầu quân cơ đã tìm thấy cô. Hóa ra nó thực chất là đồng minh của quân kháng chiến, chính là để giải cứu Alice vào thời điểm quan trọng. Mục tiêu của bọn họ là lâu đài của nữ hoàng đỏ. Chó săn phi nước đại trên sa mạc, chẳng mấy mà đã đến gần lâu đài của nữ hoàng đỏ. Nhưng muốn vào trong thì phải vượt qua một con hào đáng sợ. Những cái đầu hóa đá này đều là những người chống lại nữ hoàng đỏ. Cô lách qua khe hở của phiến đá tường thành, đến khu vườn sau của lâu đài. Cảnh tượng trước mặt khiến Alice lập tức sững sờ. Cô nhìn thấy nữ hoàng đỏ dùng lấy những con vật nhỏ tội nghiệp ra làm đồ chơi. Khi Alice giải cứu chú nhím nhỏ, chú thỏ đến nhặt bóng đã phát hiện ra cô. Những động vật ở đây phải chịu áp bức suốt quãng thời gian dài. Sau khi biết Alice đến đây đối phó với nữ hoàng đỏ, thỏ ta liền đưa cho cô một miếng bánh kem hóa to. Nhưng vì Alice ăn quá nhiều, cơ thể phát triển không kiểm soát nổi. Cuối cùng cô hóa thành một người khổng lồ. Nữ hoàng đỏ không biết Alice, còn tưởng rằng cô là sứ giả do đất nước người khổng lồ cử đến đây. Có lẽ do não bản thân quá to, nên nữ hoàng đỏ rất có cảm tình với những món đồ lớn. Mời Alice đến cung điện của mình làm khách quý, còn cho cô xem cặp anh em sinh đôi, cũng là món đồ chơi mới mà nữ hoàng đỏ mới bắt được. Đến tối, nhờ sự hướng dẫn của chú thỏ, Alice đã tìm được nơi cất giấu thanh kiếm chết chóc. Hóa ra thanh kiếm bị một con thú tên Bandersnatch bảo vệ. Cũng may trước khi cô đến, chú chuột đưa cho cô một con mắt. Cô trả lại mắt cho Bandersnatch. Quả nhiên sau khi Bandersnatch lấy lại được mắt của mình, nó cũng không làm khó Alice. Nhưng muốn lấy được thanh kiếm nằm trong dương thì phải lấy được chiếc chìa khóa treo trên cổ Bandersnatch. Alice chần chừ lấy chìa khóa xuống. Bandersnatch chẳng những không tức giận mà còn giúp Alice chữa lành vết thương. Cô lấy được thanh kiếm chết chóc vừa mới xuất hiện thì đã bị đội kỵ binh của nữ hoàng đỏ bao vây. Lúc này một tiếng gầm vang lên, Bandersnatch xuất hiện. Nó đưa Alice tháo chạy khỏi vòng vây của đội kỵ binh, sử dụng tốc độ 180 dặm, nhanh chóng chạy đến lâu đài của nữ hoàng trắng. Sau khi Alice đưa thanh kiếm cho nữ hoàng trắng, bây giờ kiếm và áo giáp đều đã có. Alice cũng chính thức trở thành dũng sĩ diệt rồng trong lời tiên tri. Nữ hoàng trắng điều động toàn bộ kỵ binh của đất nước, định quyết đấu một trận sinh tử với chị gái nữ hoàng đỏ của mình. Bạn có dám uống món canh nấu bằng nước bọt của người đẹp không? Cô ấy nhổ một ngụm nước bọt 82 năm tuổi vào món súp, sau đó đưa cho cô gái trước mặt uống một ngụm. Không ngờ cơ thể khổng lồ của cô chẳng mấy chốc đã nhỏ lại. Cô vội vã che váy lại và trở lại kích thước bình thường. Ở bên kia, nữ hoàng đỏ hùng mạnh uy vũ dẫn đầu 10 vạn kỵ binh, trùng trùng điệp điệp tiến đến chiến trường. Nữ hoàng trắng bên này cũng cử tất cả kỵ binh, còn đưa Alice, dũng sĩ diệt rồng đi cùng, định quyết đấu một trận sinh tử. Hai bên đều đã đến chiến trường bàn cờ. Nữ hoàng đỏ ngồi trên cỗ xe màu đỏ vô cùng uy vũ, còn nữ hoàng trắng cưỡi ngựa chiến ưu nhã điềm tĩnh. Nhưng trước khi khai chiến toàn diện, có một quy tắc buộc phải chấp hành, đó là mỗi bên phải cử một dũng sĩ một mình chiến đấu trước. Nữ hoàng đỏ quay đầu thét to, cô cử con rồng giáp Berkey mà mình nuôi dưỡng, còn nữ hoàng trắng cử Alice đã lấy được kiếm chết chóc. Thực ra đối thủ thật sự của giáp Berkey là thanh kiếm chết chóc trong tay Alice. Giáp Berkey đột nhiên trở nên vô cùng hung bạo, nó nhìn thấy Alice yếu đuối, còn lè lưỡi khiêu khích cô. Alice giơ tay lên chém đứt nó. Giáp Berkey cũng không ngờ được một cô gái đáng yêu như vậy mà lại ra tay tàn độc đến thế. Giáp Berkey tức giận cũng không nương tay nữa, nó tung đòn tấn công sấm sét mạnh nhất, sau đó hất Alice văng ra xa 10 mét chỉ bằng một cái móng vuốt. Khi nó chuẩn bị tung đòn chí mạng, thợ mũ đứng sau đã đâm nó một nhát. Hành vi đánh lén của thợ mũ đã phá vỡ quy tắc trên chiến trường. 10 vạn kỵ binh của hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Anh em song sinh hợp tác vô cùng ăn ý, còn chú chuột cưỡi chó săn dũng cảm đấu đầu với con chim khổng lồ do nữ hoàng đỏ cử đến. Đòn tấn công của Bandersnatch đã khiến con chim khổng lồ của nữ hoàng đỏ lìa đời. Alice cầm thanh kiếm,
dụ Zabberkey đến bên vách đá. Ở đây có một tháp đá đổ nát. Cô nhờ vào sự di chuyển linh hoạt của mình chạy lên đỉnh tháp. Khi Zabberkey tấn công Alice, cô nhân lúc Zabberkey không để ý đã nhảy ngay lên cổ nó. Sau đó mượn lực rồng ta lắc đầu, Alice nhảy lên cao, hai tay cầm kiếm chém đầu nó. Zabberkey bị chặt đầu, nữ hoàng đỏ không có rồng cũng mất quyền cai trị. Tất cả những kỵ binh không nghe lệnh của cô nữa, toàn bộ đều buông vũ khí đầu hàng. Vương miện của người cai trị cũng nằm trên đầu của nữ hoàng trắng. Sự cai trị tàn bạo của nữ hoàng đỏ cũng hoàn toàn kết thúc từ ấy. Thợ mũ vui mừng nhảy một bài. Alice hoàn thành sứ mệnh diệt rồng của mình, cũng đến lúc nói tạm biệt với những người bạn ở đây. Nữ hoàng trắng lấy một chiếc bình nhỏ, hứng một ít máu tím của con rồng. Cũng may lần này cô không nhổ nước bọt vào. Alice nhận được liền uống hết nó. Sau đó cô trèo ra khỏi một hốc cây, quay trở lại thế giới hiện thực của mình. Tên bộ phim này là Alice ở xứ sở thần tiên. Hẹn gặp mọi người vào kỳ sau.